Thưa quý vị, Hà Nội vẫn là thành phố có số ca mắc đứng đầu cả nước, thậm chí cách biệt khá xa với các tỉnh còn lại về số nhiễm mới mỗi ngày. Tuy nhiên, số F0 nặng và nguy kịch đang có xu hướng chững lại. Từ đầu đợt dịch thứ tư, từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 13 tháng 3, địa bàn Hà Nội đã ghi nhận tổng số 811.558 ca COVID-19, dẫn đầu cả nước, cách biệt khá lớn với địa phương đứng thứ hai là thành phố Hồ Chí Minh, 568.772 ca. Tính riêng một tuần gần đây, mỗi ngày thành phố có thêm khoảng 30.000 F0 mới. Đỉnh điểm ngày 12 tháng 3, ngoài 30.693 phát hiện trong ngày, Sở Y tế Hà Nội xin bổ sung 195.000 ca mới sau khi đã giả soát đầy đủ thông tin. Dù số nhiễm gia tăng nhanh chóng, số F0 nặng và nguy kịch đang điều trị tại các bệnh viện ở Hà Nội đã có xu hướng giảm. Đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn, cơ sở y tế thuộc tầng 3 tại Hà Nội cho biết, các ca F0 nặng và nguy kịch tại bệnh viện đang có xu hướng giảm. Lúc cao điểm, đơn vị điều trị khoảng 200 ca nặng. Hiện số ca nặng chỉ khoảng 130 F0 trong tổng số 200 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị chăm sóc tại đây. Số liệu từ Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế ghi nhận, tỷ lệ F0 nặng và nguy kịch của Hà Nội đang có xu hướng giảm. Theo đó, tính đến ngày 12 tháng 3, Hà Nội có 4.161 F0 điều trị ở bệnh viện. Đây là con số giảm gần thấp nhất sau gần một tháng qua. Số F0 điều trị thấp nhất trước đó là ngày 17 tháng 2 với 4.291 F0. Trong số 4.161 F0 điều trị ở bệnh viện, có 801 F0 nặng, nguy kịch. Số F0 nặng thấp gần đây nhất là ngày 20 tháng 1 với 731 trường hợp. Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh cũng thông tin số tử vong cộng dồn của Hà Nội là 1.170 trường hợp, tỷ lệ tử vong mắc là 0,4%. Tại cuộc họp mới đây, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà nhận định biến thể phụ BA.2 chủng Omicron chiếm ưu thế trong các ca F0 tại Hà Nội với tốc độ lây lan nhanh. Tuy nhiên, Bệnh nhân ở tầng 2 và tầng 3 có chiều hướng giảm, nên những ngày qua, tỷ lệ F0 nhập viện chỉ chiếm 1-1,5%. Hà Nội đã chủ động kiểm soát được dịch bệnh ở ngưỡng an toàn, sau ngày y tế vẫn tiếp tục giải trình tự gen để có các giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình chung. Để tiếp tục kiểm soát dịch bệnh, lãnh đạo thành phố Hà Nội, ngành y tế Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã tăng cường ứng dụng phần mềm trong quản lý F0, để nhanh tốc độ tiêm chủng mũi 3 khi được phân bổ, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn F0 điều trị tại nhà. Đồng thời, các quận huyện cũng cần chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường, y tế tại địa phương tổ chức kiểm tra giám sát việc bán thuốc Monopizavir, tránh việc cam hàng tăng giá.